Tâm Miu xin chào anh em nhá. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì Miu lại lên sóng tiếp thị giới thiệu tới anh em cũng như so sánh chất âm của cặp loa 4732X và 4732A. Nói về hai phân khúc loa này thì đều là loa 4 số Mỹ bãi, nhưng một đời là đời A sản xuất trước và hai là đời X sản xuất sau. Thì về hai phiên bản này thì cũng có cửa tiền khác nhau, chất âm cũng khác nhau và thùng thành thiết kế nội thất cũng cơ bản giống nhau, nhưng vẫn có một vài điểm khác. Điểm khác ở đây là đời A là thùng nỉ, đời X là thùng gỗ sơn sần nhựa cao cấp. Thì nói về hai đôi này thì đánh giá một trong những dòng loa dành cho anh em sành chơi, những anh em mà có không gian biệt thự rộng và thực sự đam mê về âm thanh, vì cửa tiền loa rất là nhiều tiền anh em nhé. Và đặc biệt là với cửa tiền loa nhiều tiền này thì bên em ưu tuyển rất kỹ anh em nhé. Hàng đẹp mõng mòng lung linh cho anh em nào đầu tư. Anh em nhìn, đây là cặp 4732A Sergi 2. Phải nói là mới chưa từng gặp anh em nhé. Rất mới. Đây là loa tuyển kỹ bên trung tâm ưu. Anh em nhìn, từ tem đến mọi thứ còn óng ánh bóng, bát giữa còn xanh biếc anh em nhé. Đời A. Như đời này thì sản xuất... đời này thì như thông số của thùng loa thì bên em mưu kiểm tra thì đời này nó sản xuất là 207 như đôi này, còn con X kia thì rơi vào 209. Thì nói về thiết kế của hai đôi loa này thì mỗi anh em sẽ nghe có một độ khác biệt. Như mưu nghe thực tế thì cũng xin phép đánh giá sơ lược để anh em nào đã chơi rồi thì cũng có thể đánh giá. Thì đối với đời A thì cái độ sâu lắng mềm mại, nếu nghe trong nhà đời A có độ ấm áp hơn, đời X thì mạnh hơn, chát chua hơn, cúp chát hơn. Thì đời X thì lợi thế là đôi thùng này thì dễ lau chùi bảo quản, có nghĩa là chống chịu nước được. Như anh em biết rồi, để trong nhà chẳng mấy khi nhà dột thì không dám chơi đôi này rồi. Thì vừa rồi anh em có thể thẩm chút về chất âm của đôi X này. Sau đây mình sẽ so sánh cho anh em nghe về chất của đôi A này. Kênh 1, kênh 2 mình sẽ đánh cho đôi X, kênh 3, kênh 4 đánh đôi A. Trên điện thoại thì anh em đeo tai phone vào mới có thể phần nào đánh giá được nó. Còn Hiền Miu nghe thực tế thì cơ bản độ chính xác cao hơn. Thì nói về hai cặp loa này thì Hiền Miu cũng đã nói rồi, đây là một trong những đôi loa đỉnh cao 4 số của Mỹ. Thứ nhất về độ bền cao và thực hiện vừa nghe nhạc được vừa hát karaoke, bởi cấu trúc của loa là nhiều loa anh em nhé. Hai bát 30 từ 220 cung 100 và một tép kèn họng 100, một xì 44. Đấy, xì là đánh giải dẻo cho loa, tức là đánh giải trên 20k. Như những đôi loa này thì tép của nó đều côn trăm, nên tiếng tép của nó phụ tiếng lời cực kỳ hay rồi. Còn đặc biệt là quẹn thêm tiếng xì để tạo độ dẻo. Đấy, nên là cái phần tần họ thiết kế cơ bản tạo được cái tiếng xì này là nó sẽ chi phí lớn hơn. Đấy, và nói chung là đây là hai đôi loa đỉnh cao của Mỹ anh em nhé. Nếu để anh em thẩm nghe về nhạc gọi là Bezo thì đúng hết bài luôn. Và đôi loa này thì là điểm mạnh của nó là đánh độc lập ok, có nghĩa là không cần súp bát đã rất là hay rồi. Nếu chi phí cho phòng 40 mét vuông, nếu chơi gia đình anh em cũng không cần phải chơi súp nữa, mà cũng có thể là không nên chơi súp nữa. Ba rồi đấy.
lại cặp loa đỉnh cao và cực hay luôn anh em nhá. Thì một nữa thì Miu tiếp thị là Miu đang sở hữu hai cặp loa này. Anh em mà chi tiết muốn mua về sản phẩm này thì liên hệ bên em Miu. Thế thì Miu trong những năm những năm trước đã lắp những cặp loa này rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay lại tuyển thêm được hai cặp cực mới nha anh em nhá. Anh em đầu tư mua thì liên hệ sớm bên em. Sự đây là những đôi loa được đánh giá là đỉnh cao của Mỹ rồi. Anh em thấy à, Miu đang sử dụng một cục đẩy công suất là của lá cờ lắp xịn sò anh em nhá. Con này thì với trở kháng 8 ohm thì nó sẽ ra 4 x 1000W trên một kênh. Nhưng trở kháng 8 ohm đấy anh em nhá. Còn trở kháng 4 ohm nó ra 1500W trên đánh cho cặp loa này. Loa này khởi động nó 1000 nên này đánh đương đá 1500W, dương 500W đánh thoải mái hay cho anh em nào. Đánh không cần súp anh em nhá. Riêng đôi này anh em mua một được 2-3, nên anh em nào nhu cầu đầu tư đôi loa này tính ra đắt nhưng lại thành rẻ anh em nhé. Anh em đầu tư một đôi loa 40 triệu mua cục súp 20 triệu cũng bằng tiền đôi này rồi. Nên là liên anh em mua đôi này một được nhiều thứ luôn anh em nhé. Vì tiếng súp là tiếng đạn nên cũng không quá cần thiết phải căng đét đẹp đâu anh em nhé. Căng nhiều khi rung mái nhà các bạn không cần, căng nhiều bác cũng chơi súp nhưng không dùng hết cục lực được đủ lực của nó đâu. Nhìn thôi thì Miu tiếp thị giới thiệu tới. Còn ví dụ các bác đánh ngoài trời thì có thể cần tiếng súp cũng rất quan trọng, nhưng đánh trong nhà này êm dịu nhẹ nhàng nghe phê hơn anh em nhá. Nữa thực hiện giới thiệu ngắn gọn để anh em biết được.